Cho em xin kính chào quý anh chị cô bác đến với video bán vé số của em nha. Rồi thì hôm nay cái đài Com Tôm anh chị, Com Tôm ngày 27 tháng 8 năm 2023 đây. Anh chị Com Tôm đây. Rồi số 12 đầu tiên. 712. Đó, 712 nha anh chị. Rồi. 524921. Đó. Rồi con 503. À, số 30 nè, 30 Com Tôm luôn nha anh chị. À, 68. Rồi tối 16. Nam 14. 49. 9-15. 7-17. 14. 32. 23. 05. 41. 97. 88. 79. Số cũng đẹp nha quý vị. 77. 4. 88. Số cũng đẹp. 89-0-60. Số đặc biệt mình thấy ngộ lắm quý vị. Số số thường nó ra toàn là số đẹp không. 56. 56. 56 nè. 56 còn 3 tờ 56. Đâu coi đây là tài Thừa Thiên Huế nha anh chị. Đó, 12. Thừa Thiên Huế cũng ngày hôm nay luôn, chiều nay sổ 5 giờ 20 nha anh chị. 30. 54. 27 tháng 8 nè. 77 Thừa Thiên Huế nha anh chị. Chủ nhật hôm nay 97 đó. Rồi thì Đài Thiên Huế này có 100 tờ. 100 tờ nam sách nha anh chị, một sách 20 tờ. Đó, trong đó có 18 tờ ăn ủi. Và hai tờ đặc biệt nha anh chị. Rồi, thì cũng như thường lệ thì số tài khoản ngân hàng Agribank của em. Đó. 451-220 527-322-26. 451-220-527-322-26 nha anh chị. Vi Ngọc Tài họ đi băng anh chị. Zalo 0968-634-712. Zalo số điện thoại của em là số này. Anh chị có nhu cầu mua số thì có gì nhá máy cho em. Rồi em Zalo các bọn của anh chị của bác mình. Khi mà mua thì em sẽ chụp hình tại vì số gửi cho anh chị và bỏ vô cái xét. Bỏ vô cái xét ngay ngon nha anh chị. Đó. Mình vô dịch trên Zalo là cái đó cũng như là bằng chứng. Rồi anh chị chuyển khoản cho em. Đó. Qua em bán cho người ta thì em lấy để em bỏ cái xét đó. Cái xét trước em để đây. Rồi sau đó là em lấy cái tài vị số đó em sẽ bỏ qua cái xét khó. Có 3 cái xét nha anh chị. Đó. Bây giờ mà trợ mà nó có dò nó biết nó vừa tới thì em cũng là bỏ 3 cái xét không biết cái nào nó bưng đâu. Và thứ hai nữa là nếu mà em vào em thấy trúng em biết là khóa cửa là liền nha anh chị. Đó, cho nên là khóa cửa liền. Cho nên là khu vực này cũng ngon đồ nhiều lắm. Nên không sợ nha anh chị. Có điện cái là nó khóa cửa là mình là em sẽ là có ông anh lòng cũng ngon. Cho nên là điện cho ông có lên xuống tiết tét là nhiều nha anh chị. Đó, nên không có cái sợ gì hết. Đó. Nó camera rồi em gắn đầy đủ hết. Không có gì đó anh chị. Trang kia một cái ở đây một cái. Cho nên không có sợ anh chị
là mua vé số là em bổ đổ nha anh chị, cắt bờ bỏ hết. Rồi cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều nha.